vì trái tim anh từ lâu đã thuộc về em 100%. Em là khách chạy trâu nên mình không cần phải lo gì đâu, chỉ cần đôi ta bên nhau mỗi ngày thủ thỉ vài câu. Do you love me? Yes, yes, yes. Thế thì còn ngăn ngừng chi, hãy đừng nắm tay anh đi.